Báo Son Việt Nam, bài hát của chúng ta phát sóng 21 giờ 15 chủ nhật hàng tuần từ ngày 25 tháng 8. Ca sĩ, diễn viên hài người ta đã qua hết rồi, nhưng vua trò chơi chưa qua. Vua trò chơi online chứ phải là vua offline nha. Đúng rồi. Để em ở lại đó, Rick. Anh Tuấn cũng có qua được đâu. Em hiện tại là vua trò hề, khán giả đang cười vô mặt em nãy giờ. Post Facebook thì khoe top 1 đồ gắt game. Được, được. Em hay ơi, quá. Em ơi, được rồi, em làm được. Đáng là đi. Em tóm, em tóm. Hey, hey. Như vậy mà làm. Cố lên. Tóm, cố lên. Tóm ơi, tóm, tóm rồi, ôi. Tóm rồi, ôi. Nè Nhiệp nè, Nhiệp đâu? Nhịp đâu, nhịp đâu? Em ơi, em điểm mà đổ hồng nhịp rồi. Ủa, không phải đổ gì hả? Xoay lên, em ăn nhiệm vụ của em đó. Đổ sao? Bởi vì nó đảo, 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 em mỏng ra, ở ngoài nữa. Trời, em nói cặp bi đi. Rồi, topping cái rau câu dừa lên. Hết thôi em ơi, hết thôi em ơi. Không, mình khách muốn phơn topping. Trời ơi, lát nữa ướt nhẹp, chèm nhẹp làm không được nè. Cách kêu ra một phần đặc biệt. Câu này biết hình người rồi. Đi đất này chẳng chết. Bạn ơi, bạn ơi, bạn ơi đi. Lập bên. Cảm ơn mày. Một chơi. Một chùm còn có một chai. Bây giờ sẽ là phần thi người đẹp đảm đang. Chương trình sẽ chuẩn bị hai bếp lò để đổ bánh xèo. Hai thành viên của mỗi đội sẽ phải mặc chung một chiếc áo khổng lồ. Mỗi người dùng một tay để phối hợp đổ bánh xèo trong vòng 10 phút. Sau hai lượt chơi, nghệ nhân sẽ nếm thử và chấm điểm xem đội nào sẽ chiến thắng. Đội chiến thắng nhận được quyền ưu tiên chọn vật phẩm cho khách mời của đội mình. Mười phút bắt đầu. Đó, đó, để chảo, để chảo, để chảo. Rồi, rồi. Đó. Có gì đâu. Rồi. Rồi, bỏ chảo xuống, bỏ chảo xuống. Rồi, bỏ chảo xuống nè. Gì vậy? Bắt trước mà, có biết đâu. Cầm gì? Bỏ vô đi, thầy đang, thầy ngồi đây nè. Chờ bạn làm bài cái. Sau khi mà chảo nóng, các trò bắt đầu lấy cục mỡ lợn. Lấy cục mỡ lợn đây. Chui. Đốm. Chui. Chui lên. Chui. Xoáy vòng. Xoáy vòng. Wow. Đúng rồi. Rồi lấy tay để vô thử. Xoáy. Xoáy thật là nhiều để cho dầu nó tan chảy ra con cái chảo. Thử miếng rồi. Mình thử cho bột vào á. Được không? Cái đó là đi để khi nó lấy bánh ra thôi anh. Anh Giang ơi, cho bột vào được chưa? Chưa. Sao em thấy cái này làm bài vậy hết lắm. Đúng rồi, nó tan kìa. Thấy tao làm không? Tao quất quất kìa. Quét cho xung quanh. Em phải mến yêu vào, em quét nó sexy lên. Quét nó sexy lên. Hãy đi, đúng rồi, hãy lên. Hãy lên. Dầu kìa, thêm dầu đi ồn quá. Dầu, dầu, dầu. Ủa, có dầu mà chứ đứng chài cái cục mỡ làm gì ta? Thì cái đó là cái màu sắc của miền Tây, là phải còn họt cục mỡ vô quậy quậy cho đẹp. Từ từ rưới đều lên em ơi. Cao lên, cao tay lên. À, cao tay lên. Lấy cái tay này ấy lên cho cái dầu lan là thả chảo luôn. Đúng rồi. Nửa đi, nửa đi, nửa đi. Được rồi, nhiều dầu rồi. Rồi, chưa chưa, cứ đổ thêm đi, cứ đổ thêm đi. Rồi. Sau khi nóng thì đổ dầu vô lại trong kia. Uầy, trông anh như đầu bếp chuyên nghiệp vậy anh Tuấn. Ê, cháy rồi, cháy rồi. Uầy, trông anh như đầu bếp chuyên nghiệp vậy anh Tuấn. Sao mà đổ được. À, mở nắp ra. Mở nắp ra, mở tôi mở cái nắp lu ra. Mở, xem mở nắp lu ra coi xem ở trong coi gì. Ôi, cái nước. Giang khè, giang khè. Giang khè đó là nước bánh xèo. Bánh rồi, xèo. Hai tay này thì em khi nào đổ tay đó. Này em bắt đầu tráng đều. Rồi tráng. Hai, nè nhịp nha, nhịp đâu? Nhịp đâu? Em đâu, em điểm đổ hồng nhịp rồi. Đâu. Không phải đổ gì hả? Xoay lên, em ăn nhiệm vụ của em đó. Đổ sao? Bởi vì nó đảo, 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 ít lắm anh ơi. Quy Nguyên chạy đi Quy. Hãy vậy nữa ít lắm á. Ôi cũng được, được rồi đấy. Chưa chưa, cho nó tràn tràn chảo luôn, cho nó tràn chảo luôn. Đây 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 đây. Không, Quy Nguyên là Quy Nguyên. Đúng rồi. Hết từ từ.
ngon quá. Củ hủ dừa nè, trời ơi. Rồi, topping cái rau câu dừa lên. Hết thôi em ơi, hết thôi em ơi. Không, mình khách muốn phun topping. Trời ơi, lát nước dẹp, chèm dẹp mà làm không được nè. Cách kêu ra một phần đặc biệt. Chết rồi, dính vô nữa phải không, nữa phải không? Sâu, sâu vô, bẹp rồi. Đúng rồi, rồi bẹp. Wow. Cẩn thận em ơi, cẩn thận em ơi. Chưa chín. Không, bên em là kêu ăn tái. Bên khách em hỏi đâu là ăn tái. Bánh xèo tái. Người ta nói ăn chín người ta không thích. Đúng. Tính bánh bèo mềm thôi, bánh xèo mềm thôi. Medium rare. Đây, đừng em, bình tĩnh. Đi qua nè, bây giờ một bé cầm đây. Đổi vô đi, đúng rồi, đổi đây em cầm cho. Rồi. Chín nó sẽ nát. Em ơi, một tay mà sao em cầm tới ba tay lận. Không nè, mình kẹp giữa. Để này đây nè, để đây. Rồi, kẹp giữa. Ơi, kẹp giữa là dễ xuống lắm đó nha. Đừng chọc đi. Dứt. Hai ba. Tuyệt vời. Trời ơi, bay hay. Bây nó chưa chín. Thế mình phải cố chờ thôi. Nè. Rồi, nó chóc ghê không? Nè. Được rồi ấy nha. Em gặp. Em phải, em trái, em cầm này cho. Em gặp giùm anh. Em gặp, gặp cái này qua đây. Này hả? Gặp nhanh, không khét. Không có khét đâu. Gặp mày đẹp luôn. Đẹp luôn. Rồi, cầm cái này lắc dài dòng, đúng rồi. Anh đổ ra luôn đi. Nóng quá. Đây phải. Wow, một chiếc. Biết sắp tới kinh doanh gì đó. Bánh bèo rồi, bánh xèo rồi, rít 2. Rít 2 hả? Rồi, hết 10 phút, đổi người nha. Rồi, vô em. Rồi, anh điều em rồi, đi. Tấp bên. Ít thôi, khán giả, khách nói là cái này là ít thôi, thì khách ăn kiêng. Kiêng, rồi, ít ok. Ít thôi, nhẹ thôi. Rồi, đều luôn, tươi đẹp. Được không anh? Được rồi em, được rồi. Rồi, ok, vui vẻ. Vui vẻ luôn. Quá trời, ngon quá em ơi. Rồi, dầu vô. Dầu vô lại. Lộn chạy. Dạ, bột vô. Bột vô, nửa bột. Nửa muỗng. Tiếu rồi. Đây. Ok, đổ trên đây. Đổ trên cao. Cao lên, cao hết cối luôn, đúng rồi. Rồi, thêm ít chai gì nữa, Nhẹ tay thôi. Bây giờ đắp, đúng rồi, đắp. Trên đây. Tự đắp được. Rồi, được rồi. Xíu ơi. Rồi, được rồi. À, cấp đôi lại ha anh. Đây là bánh kẹp nha. Bánh kẹp. Này là thành pancake rồi. Pancake, kẹp tăng. Ơi, coi chừng khét. Cái này là cháy cạnh chứ không phải là khét. Khách order. Khách order cháy cạnh. Khách thích cháy cạnh. Rồi, được không? Trời ơi, sao anh Lâm anh làm nhìn gọn quá vậy? Anh thợ hồ mà. Bánh xèo thợ hồ. Ơi, coi chừng rớt ra ngoài nha. Hay quá. Vô em ơi. Thêm cái nữa anh, 10 phút rồi. Rồi anh dạy đi em ơi. Ở ngoài đẩy vô. Rồi tráng điệu ngoài vô. Ở ngoài. Ủa sao không tráng đi? Rồi. Em đang tráng, anh thi của anh đi. Tráng đi sao dở vậy? Nữa. Đúng rồi. Anh ơi, thi của anh đi, bên đây làm ta làm. Mỗi nhà bên em là làm nghề là 20 năm rồi. Cái lửa bên mình hơi bị yếu nè. Đúng rồi. Lửa nghề. Bên đó lớn tuổi hết rồi. Đúng rồi. Mình còn hơi sức trẻ nè. Đúng rồi. Còn hơi vụng về nhưng mà lửa hơn hết. Hay quá anh Lâm, đúng rồi. Trời ơi, anh làm gọn bưng luôn. Rồi xong rồi nè em ơi. Sao bên kia làm được mấy 4 cái liền rồi? Bên mình mới là nghệ nhân đó. Tuyệt vời. Cũng là nghệ nhân đổn xèo nha. Trời ơi. À. Nghệ nhân nha. Nhớ đi à, gấp đôi đi ạ. À. Để anh làm trước một động tác đã. Rồi thấy chưa? Đó. Dạ. Rồi đó. Nó dốc ra. Nè, thật ra không cần đâu. Wow! Quá siêu. Lên lửa mà. Lên. Xíu dầu thôi. Rồi, đổ hết đi một lần đi, để anh chạy cho, để anh chạy cho. Để anh chạy cho. Uầy, được đẹp rồi. Giờ mình thiết kế là hình vuông không? Hình vuông đi. Đúng rồi, gói lại đi anh. Cái này là chỉ có bầu. Chỉ vô cái này cho chị một cái bánh xèo. À. Thì bây giờ mình đổ cái này để cho mẹ tròn con. Vuông. Tuyệt vời. Cao lắc nổi không anh? Hất lên cao luôn. Hay. Trời ơi. Nói gì nữa đây, Trời ơi. Ok đó. Anh đẹp đăng lịch. Rồi, em rìa đi. Rìa xung quanh. Đó, nhẹ nhàng thôi. Đúng rồi, bời với Phương em. Em đang làm để coi chồng mới đúng không Phương? Bao giờ không có chồng? Bao giờ lấy chồng? Chưa Phương ơi. Chưa lấy đâu chồng rồi. Chưa đâu. Còn bao nhiêu lâu đó chị?
còn một phút. Trời ơi, chạy thôi rồi, cái này thôi rồi. Rồi thôi, cái rồi, mình hoàn thành xong luôn đi. Đẹp. Tuyệt vời. Vừa hết giờ và có vẻ như là các bạn cũng vừa hoàn thành xong công việc rồi, của mình rồi đúng không? Rồi. Rồi. Tuyệt vời. Mời nghệ nhân. Xin mời các bạn gặp gỡ anh Huỳnh Hữu Huy là bếp trưởng của Cần Thơ Eco. Wow. Huỳnh Hữu Huy, anh ba hờ. Anh Huy sẽ ăn thử, sau đó đưa ra những bếp và chấm điểm cho cả hai đội. Đây là những tấm chân tình mà tụi em làm ra. Nãy giờ em tưởng trứng chiên rồi. Anh rồi kỳ quá. Dạ, cái đầu tiên tụi em đổ là đúng cái bánh xèo miền Tây luôn. Dạ, là phía dưới, nằm phía dưới. Dạ. Cái thứ hai là em gọi là đổ theo cái bánh xèo âm dương. Âm dương, một bên là có nhân, một bên không nhân. Và cái tiếp theo là cái hình vuông như này là đổ riêng cho bà bầu. Dạ. Để gọi là với mong muốn là mà bầu ăn vô là mẹ tròn con vuông. Kết hợp với những loại rau do chính tay tụi em hái. Trời, nhiều thế. Anh đừng đứng bên đây lâu, mình đang bếp trưởng, đứng bên đây lâu thành bếp phụ, qua đây. Tụi em thì học cái cách làm của người miền Tây, nên là cố tình làm cho bên ngoài nó sẽ vàng. À, mỏng chín và em xoay chảo liên tục, xoay chảo liên tục để cho nó đều bánh như vậy thôi à. Nhưng mà tại vì tụi em là ít thời gian, như là 4 bạn làm liên tục cho nó chắc bên đây 15 bạn, cái này 15 bạn là không ăn đâu. Rồi dạ, anh cho ý kiến nè, anh cho ý kiến nè. Dạ em xin phép ạ. Dạ chưa chín chưa, không phải anh, sao anh cứ nói anh điềm điềm như hoài vậy, sao nhìn chú bánh bò vậy? Kệ đi, dư dầu nhiều quá anh ơi. Dạ, người ta order với anh nha. Đâu một mang ạ. À, cái này là cái bánh xèo tái nè. Đúng rồi. Medium. Medium rare. Medium rare. Cái này thì đúng là làm theo phong cách medium rare phương Tây đúng không? Dạ đúng rồi. Nó lại lên mức độ 90-70% đúng không? Dạ, khách order anh. Dạ rồi, cảm ơn anh chị nha. Anh cạn lời luôn. Anh không muốn nói thêm nữa. Vỗ tay chào mừng MasterChef. Giờ đây để em, anh cứ nhìn xung quanh trước đi, đem một vụ. Mà đây mà chỉ nấu nướng giản dị thôi ạ. Đây mời anh. Áp dụng đúng công thức thôi ạ. Em làm là bên anh ăn xong anh quéo quéo á. Sao anh ăn miếng bự quá vậy, còn của mình anh phải lựa. Đây anh sợ tương lai còn dài. Giòn mà nó giòn mà nghe thì tiếng giòn luôn á, múc bang luôn á. Mình có tiếng ngoài giòn. Dạ. Cảm ơn. Cảm ơn anh Quy. Nói chung là sau cái thời gian quan sát ở phía ngoài á, nói chung là hai đội có... Ủa? Gì vậy? Khoan anh ơi! Cái quyết tâm của đội... Khoan anh ơi! Khoan! Anh em có món quà muốn gửi cho anh. Dạ. Dạ. Đây là món quà bên em gửi anh. Và đây vật phong thủy. Tụi em đây làm cực như con trâu. Nếu anh chưa thích, tụi em xin tặng con bự hơn. Đúng rồi. Nói chung là sau thời gian quan sát của hai đội, nhưng mà mỗi đội thì có phong cách riêng, thì chắc có lẽ là em xin giành phần chiến thắng. Anh Huy nói cái gì? Anh trai của anh, anh về, đây. Anh mở, anh trai anh về lên hai. Em về lên hai vậy? Hả? Dạ. Tại sao lại lại vậy? Vỗ tay cho anh Huy. Cảm ơn anh Huy. Và như vậy ở phần thi người đẹp đảm đang, đội chiến thắng lại là đội Nam Kỳ Lục Tỉnh. Yeah. Rồi em lấy bộ màu đen này đi ạ. Màu đen hả? Vâng. Có bất kính lấy không? Thôi em thấy mấy cái tay tay dễ thương. Năm này thì tất cả của em này đúng không? Làm cứ cầm đi. Rồi tất cả của em. Rồi cái thử thách của chúng ta ở đây là thử thách cuốn theo chiều gió. Rồi cuốn. Rồi quyết định đúng đi luôn. Luật chơi cuốn theo chiều gió như sau. Lần lượt từng đội sẽ thực hiện thử thách. Từng thành viên của đội sẽ di chuyển từ điểm bắt đầu đến điểm kết. Tại điểm kết, các bạn sẽ lấy một biểu tượng tia chớp tượng trưng cho năng lượng điện. Sau đó, quay trở lại điểm xuất phát. Bạn rớt ở đâu thì xuất phát lại từ chỗ đó. Trong vòng 10 phút, đội nào mang về nhiều tia chớp hơn sẽ chiến thắng. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Chúng tôi chấp nhận cho trước. Thời gian dành cho đội Hát Công Tử. 3, 2, 1, bắt đầu. Nhanh lên. Hồi lên. Tụi ta lên gần người mẫu nào. Tụi tên. Hả hê. Trời ơi.
ơi, ai cứu đi, lên rồi. Trời ơi, núi nó cao hơn anh già rồi. Ê, con rùa nó trồi lên kìa. Rùa đâu cái nón của anh đó. Ủa vậy hả? Trời ơi. Trời ơi, rồi. Trời ơi. Anh Giang ơi, đi qua đi hết giờ rồi. Thời gian đang chơi. Hay 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 hay. Hay vậy lắm. Đó bài hiếu thứ hai đó mà càng hãy. Thấy sân trường Giang không càng hãy nữa. Tự tin lên, mắt không lé như vậy. Thí sinh Phương Đào bước lên nào. Khổ quá à. Tay chống nạnh người mẫu đó. À, trời ơi trời ơi. À, trời ơi trời ơi. Trời ơi, bán sàn đầu rồi. Trời ơi, bán bay cái đầu luôn. À, trời ơi em ơi. Trời ơi em ơi. Trời ơi, trời ơi em ơi. Giữa sông. Trời nó tán méo cái đầu nhỏ. Trời ơi, kịch khung rồi. Tự tin lên nào, chống tay chống nạnh. Hay, 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 hay. Hay không? Hay anh. Hay quá trời. Trời ơi. Trời ơi. Ủa em ở đâu rồi? Em đang về thế giới bên kia rồi. Ở giữa đây nè, qua đây. Đi qua lại đi. Về lại cái chỗ mình đã. Trời ơi, về lại cái chỗ chị té luôn. Yeah. Lẽ ai mà bộ vậy nhìn như lẽ lên lẽ. Hai lần sẽ một vòng sau. Đào ơi, tôi ở đây nè Đào. Người mẫu Phương Anh Đào mất rất là nhiều thời gian của đội chúng tôi. Bò qua cái điểm té, đúng rồi. Trời ơi em ơi. Trời ơi Đào ơi Đào. Bò qua Đào ơi, bò qua rồi đứng dậy đi tiếp. Đúng rồi, đứng lên, chưa bị gì đâu. Bình tĩnh. Châu không sao té, tử ơi. Châu không sao té, tử ơi. Sập vàng giáo. Em không á. Chỉ bắn vô được, trời ơi trời ơi, buông. Trời đất ơi. Buông. Trời ơi. Trời ơi, đào về em ơi. Về đây, mau Đào ơi. 3, 2, 1, 3. Đúng rồi. 1, 3, đúng rồi. Con nhà biển nha, ở làng Phước Hải, Bà Rịa Vũng Tàu. Đúng rồi, Kim Tú sinh năm 1988. Hay quá anh ơi. Wow. Đi nào, một mắt lại luôn, đi lùi cho người ta nể. Đúng rồi, đi lùi. Đi lùi, đi lùi. Đi lùi thời gian nữa. Qua nhanh, đúng rồi, qua. Qua, qua. Không sao, thua keo này mình bài keo khác. Tất cả chỉ là cảm giác mà thôi. Thí sinh Kiều Minh Tuấn bước lên. Đi bò về chứ ngủ, bò thì thôi. Đúng rồi, hàng chút nhưng mà an toàn. Trời ơi. Mặt thuyền nghe nào. Đứng gặp lại anh ơi. Đứng sát lại. Nữa. Đi. Chịu, anh kêu đứng sát. Anh đừng có mổ cái cây nữa. Anh đi đi. Ê, à, trời. Đừng ơi, có cái huôn rồi, đổi người đi. Đổi người đi. Điều quá, coi mẹ em tờ ta đi nè. Mẹ em tờ nè. Bị rút quyền chứ đâu. Đây ghê vậy, xuống đây ghê vậy. Không có ghê gì cả, hư mũi thì sửa lại. 1, 2, 3. Cái quả. Who want you be one shot? 3, 2, 1, đi. Đi. hỗ trợ cho nó quay cái Lâm, hỗ trợ cho nó quay cái. Ủa, tôi tưởng tao cho em qua. Không, không. Anh qua cái đi, anh qua cái đi, anh đi ngược lại.
đi Tướng ơi, né cho bạn đi. Lắc 2, 3, go. Chà, cái gì đây? Go. À dạ. Hey, hey. Em được rồi, được từ từ Tướng ơi, được từ từ Tướng ơi, bình tĩnh Tướng. Có mình em không bình tĩnh đó làm ơi. Mình em rồi đó, 2, 3, go. Go. Go, go. Rồi Tướng, go, go. Go. Đi luôn, đi luôn. Đi luôn, đi luôn. Đi luôn, đi luôn. Anh Giang đi. Ủa cái nhựa tan ở đâu đây? Ủa cái nhựa tan ở đâu đây? Rồi quá. Lấy vô cô Lan một lần nữa. Lấy vô cô Lan một lần nữa. Sao nhìn anh khổ vậy? Quá ghê quá, ghê quá. Qua đi, nó đang chậm kìa. Qua đây mới ghê nè. Qua đây mới ghê nha Lâm. Không chấp nhận. Chú ý nha Lâm. Cảm ơn. Chú ý nha Lâm. Né cây ra thôi, không sao đâu. Rồi đi. Đợi cây nó đi qua. Đây, 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 đây. Hay. Hay rồi. Chưa về được. Hay quá. Hay quá. Hay quá. Trời ơi, anh Giang giờ không có té luôn nè. Ú. Ú. Quá. Hay. Cái gì á Lâm? Hồi nãy ở đâu? Anh làm được mà. Anh được rồi, anh được rồi. Chị Huỳnh và các con tự hào về anh Lâm ơi. Ôi con ghê quá vậy. Tiêu cực lên anh Tuấn. Dẫn cái đất đi. Hay quá vậy đâu. Hay quá. Gia đình tự hào gì hết anh ơi. Đi đi. Không, anh là chỗ qua chạm dừng chân rồi. Hay. Hay. Hay gì vậy? Hà Lan không qua được. Qua. Qua. Qua đi. Qua. Qua. Qua đi. Hết giờ. Trời ơi. Tôi và Chris Phan đã có một điều. Nếu Chris Phan không rớt xuống nước lần nào mà đúng luật thì tôi sẽ lo cho ăn uống suốt đời. Ngược lại mà Chris Phan thua là phải lo quần áo Chris Phan sắp ra mắt cho tôi mặc suốt đời. Yeah. Và Nguyễn Huy cũng vậy, tôi sẽ lo ăn uống suốt đời. Nếu em con thua thì con sẽ nhổ răng mẹ suốt đời. Hoặc là sắp tới con mở cái chỉnh xương khớp, như vậy gãy xương thì con trị suốt đời. Khớp ta bình thường. Anh biết hãy thể hiện mình làm một vui trò chơi đi. Vui trò chơi. Vui trò chơi. Ở đây thấy nó chậm ha. Ừ. Đưa cái đầu qua cho chém thử. Ờ, cho chém thử. Wow. Vui trò chơi là nghĩa lý gì? Nhục nhã. Đừng có về nhà nữa. À, anh đi đi. Đơn giản thôi, cái gì đâu. Nè, lo cho tôi suốt đời nè. Đó, anh thấy chưa, nó nhanh hơn mình tưởng. Đúng rồi, nhìn nhiều là bị quán. Trời ơi. Hay vậy. Mới có bước bọt mà. Hay vậy.
Một lần nữa em cùi. Ừ. Em cùi xích cái móng. Rồi. Rồi bây giờ ơi. Rồi bây giờ ơi. Ơ trời hay vậy. Nhẹ nhàng. Hay nghe. Gõ ra lên quay. Trời ơi thật hay vậy. Trời ơi. Hay quá. Chơi hay mà không mắc cừ cũng không quỷ nghĩa gì cả. Không có gần tên. Bỏ luôn lại, nhảy lại. Xuống tự nhảy xuống. Chưa. 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 Hay vậy. Nhẹ nhàng vậy. Ừ. Đúng là cái thứ luồn cuối đi quen đó. Hay quá trời. Trời ơi, thua. Bị hơi vỏ khúc cuối. Trời ơi. Định làm hai lai, đúng mà tham thì thâm mà. Hiểu chưa? Nếu em mà không thành công, em phải đi nước ngoài chứ một chuyến. Nhưng mà nếu mà đổi lại thì em được gì? Em muốn gì cũng được. Em muốn ăn cơm. Ok, đồng ý. Trời ơi, hai lai làm gì ngu quá thôi. Anh Bắp ơi, nhưng mà anh phải đi lại cái cây màu xanh đó kìa. À vậy hả? Đúng rồi. Hay quá. Hiếu. Thằng Hiếu nó bị cận, cho nên nước vô mắt nó là nó xuống. Là anh thắng một chắc rồi. Hiếu nó bị nước cái lên bên phải rồi. Trời ơi. Tất cả các chị em chuẩn bị xuống lặn lên kiếm cho Hiếu. Trời đất ơi. Khó đi quá. Trời ơi. Bỏ cuộc. Chưa. Nè. Từ từ. Nghe giọng anh. Không, anh để em tập trung. Anh Bắp ơi, để em tập trung. Đi. Một đá một. Trời ơi. Đi rồi. Anh Giang đi. Đứng lại anh Giang, đi lại. Có anh cổng đâu tại chứ. Về lẽ, sống luồn cuối chứ quen. Trời ơi. Trời ơi. Ủa, nó hại em mình luôn rồi. Anh chơi em. Hiếu ơi, em phải đi với tôi thôi. Trời ơi. Phủ ơi. 1, 2, 3, 4. Bốn trời. Hãy xem vua trò chơi đây. Vua trò chơi dính cái bẹo. Hiếu ơi. Hiếu ơi. Trời ơi. Chạy qua cho anh luôn. Chạy qua đằng ơi. Chạy qua đằng ơi. Trời ơi, ăn hên một lần thôi chứ đâu ra hên hoài. Rớt ở đâu lên chỗ đó em ơi. Hắn cục bò thôi. Hiểu, nhìn anh nè. Lên, đúng rồi Hiếu, hãy nhìn anh, cố lên. Trước, để đằng trước Hiếu đứng đó đi. Nếu mà qua được sự nghiệp lên luôn. Nếu mà té là sự nghiệp sầm nụ. Chết tạo rồi. Mà té là sự nghiệp sầm nụ. Chết tạo rồi. Vậy là dính scandal. Vậy là dính scandal, xem. Là có dính scandal. Năm nay cẩn thận scandal nha nha. Nhưng mà qua được. Hay. Nếu như Hiếu qua được trận này thì năm nay nhiều bài hit. Còn nếu không qua được, thôi bài cũ hết hoài, ra bài nào flop bài đó. Flop.
hai của anh ta. Và sự kiện anh hai của anh ta. Quá đúng rồi. Trời ơi. Trời ơi. Này cỡ đó. Này cỡ đó. Này cỡ đó. Hay quá, hay quá. Hiểu vẫn chưa tới đích luôn á, đầu không? Hãy thể hiện cái chiêu càng hãy của em đi. Hay đò lại với anh. Cà hãy hay quá Hiếu ơi. Từ từ. Hay đò lại với anh. Thêm một lần nữa thôi. Bởi vì anh không muốn phải ngủ một mình đến nay đâu. Hãy trời ơi. Trời ơi. Hiếu ơi, cho coi thử nghiệp. Ca sĩ, diễn viên hài người ta đã qua hết rồi, nhưng vua trò chơi chưa qua. Vua trò chơi tập 1 vẫn chưa xong. Anh ơi. Chưa kết thúc. Phải 50. Đâu rồi, hiểu rồi. Vua trò chơi online chứ phải là vua offline nha. Đúng rồi. Để em ở lại đó Rick. Đoạn này Hiếu ơi, ở da. Trời ơi. Đây là phần cát tin, dàn cát 2 ngày 1 đêm, nếu ai không qua được loại khỏi dàn cát mùa sau. Anh Tuấn cũng có qua được đâu. Em hiện tại là vua trò hề, khán giả đang cười vô mặt em nãy giờ. Post Facebook thì khoe top 1 đồ các game. Được, được. Em hay ơi, quá. Em ơi, được rồi, em làm được. Đáng là đi. Em tóm. Hey. Hay, như vậy mà làm. Cố lên. Tóm, cố lên. Tóm rồi. Hay quá. Tôi không sợ. Tôi không sợ. Tôi sẽ làm được. Tôi làm được. Hay quá, đúng rồi. Nói luôn. Tôi sẽ làm được mà. Tôi sẽ làm được mà. Đúng rồi em ơi. Tôi sẽ làm được rồi đây. Tôi sẽ làm được rồi đây. Trời ơi là trời. Cố lên. Qua được đây. Rít. Ở đây nè. Rít. Cố lên. Cố lên khán giả trên em theo dõi. Cố lên Rít. Cố lên. Lượt follow 12 triệu rồi. Đã gì làm được mà. 15 giây. 14. 13. 13. Tuyệt vời. Sao mẹ và sao con? 3, 2, 1, bắt đầu. Chơi đi. Trời ơi. Đây. Sao con sâu này nó có khốn vậy? Trời ơi. Đúng rồi. Đúng rồi anh Giang ơi. Tiến lên. Kẹp cái đầu con sâu vô. Màu xanh, màu đỏ. Trời màu xanh, xanh dương. Chết rồi. Trời ơi. Dạ anh Huy ơi, có anh Huy ơi. Sao mẹ tôi mà yếu vậy? Đau. Trời ơi. Trời ơi. Trả thù. Dứt. Tắt. Dứt. Tắt. Tắt. Cho mấy người chơi không mệt mà người bình luận ngoài mệt quá nè. Ừ, đi chừng vô tiếp. Trả chừng. Chơi đi. Ừ. Tâm địa của Huy dữ vậy đó. Trời ơi. Huy anh ác ghê á. Ừ. Đúng rồi. Rồi qua em đây. Anh Huy.
Lộn bên. Lộn bên. Tôi cứu cho. Ê cái này mà tối xuống á, nhìn ghê thấy ghê không? Nhìn ghê em. Tụi quỷ cùng trò trong vườn nhãn. Ui. Trời ơi, chưa chơi mà đã quỳ trước gia địch rồi. Sống là phải ngay thẳng sao mà đi quỳ vậy? Chơi cái game này mình còn chơi game sao nữa không vậy? Đợi tôi một xíu. À, trả quyền lợi, trả quyền lợi. Trả quyền lợi. À, nhãn thần. Sao mà anh đi gối con vậy? Ghê quá. Rồi, hay quá mẹ ơi. Trời ơi, sao anh đưa cho gái? Ủa, đội mình đó. Mà đúng rồi mà. Ủa, mình đội nào vậy? Tụi này. Ủa, con quỷ ra tao tụi đội này. Thôi, mày đi qua mày thôi. Nè. Thôi, 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 đừng có nè. Nè, cái gì em ơi? Đội chứ. Ủa, chơi vậy sao chơi được? Sao không chơi được? Được. Xem ra đi. Lại lại hết luôn. Thôi. Hết rồi. Rồi tới giờ tèo 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 tèo. Beauty không có thoại. Em thoại đó. Thời gian dành nữa bạn. 3, 2, 1, bắt đầu. Rồi chạy đi. Chạy đi. Đúng rồi em ơi. Thôi chạy đi. Đúng rồi em ơi. Ủa trời ơi. Ủa trời ơi. Trời ơi. Hiếu ơi. Nó nhường. Nó nhường. Nó nhường. Nhường ngay đi Hiếu. Trời ơi. Con trai mà trao xuống con gái vậy đó. Trời ơi. Cộng đồng mạng sẽ ném đá em luôn. Quẹo quẩy gì kỳ quá. Không phải con gái đâu. Chơi mấy chương trình khác thì nâng niu phụ nữ. Mà cháu chương trình này lại chà đạp người phụ nữ như thế kia. Ừ. Rồi hình ảnh xối ca ở đâu? Đâu phải phụ nữ đâu. Vậy hả? Không có, đàn ông luôn đó. Trời ơi. Đúng rồi, đúng rồi. Ê, xiết lại, xiết lại cho em á. Rồi đi. Từ từ, từ từ, đợi, đợi, đợi. Dạ, 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 anh em mình dạ, anh em mình dạ, lẹ, 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 lẹ. Đi luôn rồi. Trời ơi, lâu rồi. Rồi. Miễn cho làm đi được thôi chứ. Trời ơi. Ủa? Con này thuần luôn mà. Hay quá. Con sâu này là con sâu hai cẳng. Bị tuột nè, bị tuột nè. Tuột rồi. Ta bị tuột nè. Ê da. Tiếp cỡ đi. Ủa? Chờ không? Thôi. Sao đó? Thêm chờ em xíu lại mà. Về Hiếu ơi. Ủa? Ai trời. Con biết gì mà đó. Mệt quá. Tôi quăng cái đó là chờ. Đúng rồi. Đúng này đội của em quăng mà. Không có. 50-50. Đúng rồi, 50-50. Ờ, em lấy của tôi. Ba trái, ba trái, ba trái. Bốn trái lận. Thôi, thôi trái được. Thôi được rồi. Tôi khổ lắm. Dạ. Đừng. Ủa sao xăng đạo nó thoáng làm bướm rồi. Nó toát ra luôn rồi mọi người ơi. Đào đứng lên, đứng lên, đứng lên. Trời ơi. Nào ơi. Hiếu ơi, gớt hết trơn rồi Hiếu ơi. Đúng rồi, Nào ơi. Chạy 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 nào, chạy 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 chạy. Trời ơi, con này con quỷ rồi, cái con này con xe lu mà. Trời ơi, là con ma xe lu. Chạy đi em, qua bên kia đi. Hết giờ. Nhìn như hai cái bia vậy. Không thấy là gì cả. Chúng tôi. Chúng tôi là những con sâu. Khuất mặt khuất mày. Nhưng mà hài lắm nha. Là thời gian dành cho các bạn. 3, 2, 1, bắt đầu. Trời ơi, hai bịch nhãn. Hai bịch nhãn đang nhảy. Đúng rồi. Ủa, bịch này đi đâu vậy? Đi đây. Từ từ, đừng nhảy nữa, về lại. Nhảy nữa lại. Đúng rồi. Đừng nhảy, tiến tới rồi. Tiến tới. Rồi quay phải, quay phải. Thẳng luôn. Đúng. Khán giả ơi, màu đỏ là Lý Duy Vũ Lâm, màu xanh là Rip Van, xin lỗi khán giả. Về đi, về. Lắm về. Quay phải. Tới rồi, Lâm, tới rồi. Đúng rồi, Lâm ơi, hay quá. Trời ơi, đúng. Rồi, về lại chỗ gì thả. Rồi.
chạy đi, rồi ok, chạy đi. À, Lâm ơi, đang có con sâu xanh nó đang làm người hướng anh đó. Đúng rồi đi, tình thế bắt buộc. Sâu này biết hình người rồi. Rồi ha ha, tụi đất này còn cái chết. Đang rối, đang rối. Bạn ơi, bạn ơi, bạn ơi đi. Trời ơi. Lẹ đất ơi. Anh ơi. Rồi, quăng cái rổ lên chụp cho. Đúng rồi Lâm ơi. Ê, mỗi lần một rổ thôi. Lẹ đất ơi, hết thời gian rồi, cố lên Lâm ơi. Vừa tàn bướm rồi. Đâu. Hết giờ. Trời đất mi rồi. Một tay. Yeah. Một chùm còn có một chai. Đích ơi. Đây em cầm cho. Anh Tuấn ơi. Anh thấy nó trụt xuống. Tự nhiên lắm. Ủa. Mình bị mất nhãn rồi. Trời ơi, Tuấn ơi. Chị ơi, tụi em cần cách tách lại va. Va gì? Đúng rồi, coi qua lấy. Va đập gì đây? Đó, chuyện An Giang tôi thấy rõ ràng, Tuấn lấy, đây trả lại. Đúng, đúng. Em lấy. Hồi nãy nhãn bự lắm. Không, như này thôi. Như đây thôi, lụm á. Sao nhỏ xíu vậy? Là thời gian dành cho các bạn. 3, 2, 1, bắt đầu. Có gì? Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, trời ơi. Quá. Trời ơi, cũng là khó kinh nghiệm. Trời ơi. Ủa? Mở đây, mở đây, mở đây, mở đây. Mệt rồi. Gì vậy? Chóng mặt rồi. Ủa trời đất vậy? Ủa? Đúng rồi, đúng rồi. Trời ơi, anh Đạt ơi. Phải chịu thôi. Lê, nhìn nó lặt lè vậy, nhìn nó tội nghiệp quá. Lê em gần chồng. Khổ quá. Anh ơi, vậy? Vậy? Tuấn ơi, trung chuyển kìa, người ta trung chuyển sẵn kìa Tuấn. Chạy, chạy đi. Đặt đầu anh Tuấn. Ủa sao? Quá giật. Ủa sao cho đi vậy? Quẹo, quẹo, nắp. Đúng rồi. Thế em đựng cho, đựng cho. Ủa? Nó là con quỷ rồi. Em. Rồi, được. Cướp, cướp, cướp. Trời ơi. Đúng rồi đó. Đăng ơi. Mày cái tập đúng rồi anh. Rồi ai đưa thiếu em ngày mai ta sẽ ra sao. Tập gì vậy chơi vậy? Cướp luôn, cướp luôn. Miếng người ăn không được. Chưa, chưa. Chưa, chưa vậy thôi. Được rồi, được rồi. Rồi, vô. Lại luôn, lại để tôi cân luôn trong lại bên kia lấy. Chính kiến. Trời ơi. Đăng ơi, tập gym gì kì vậy? Còn sáng nó tập con này à. Đăng. Ủa đi. Ôi. Đăng ơi, cúp bê. Trời ơi, đem chiến lợi phẩm về. Lấy nhãn không lấy mạng anh ơi. Vậy hả? Rồi. Trời ơi, cũng sâu này, nửa sâu nửa gì rồi. Ủa, rồi có chơi không? Hết giờ. Nè dạy bây giờ người Tuấn, à, không quýnh bạn. Mà cứ chơi game rồi quýnh bạn. Đã quýnh ta đó. Ôi, đã quýnh ta. Cái gì dữ vậy? Bằng nhau luôn. Yeah. Cho nên là bây giờ chơi thêm lượt nữa. Em chơi. Em cử anh Lâm ra chơi. Đúng. Chạy em chơi thật gì giàu. Là gì? Nè. Bây giờ thứ nhất là thống nhất là nhảy cốc đúng không? Thứ nhì ai mang gỗ này về trước là thắng. Rồi. 3, 2, 1, bắt đầu. Wow. Rồi. Wow. Lâm ơi. Ê. Không giàu hả? Ê đi. Không giàu mà. Nè, nè. Hồi nãy sao em làm cao vậy? Tại tôi muốn cao mà. Không có. Nhảy cốc là đúng rồi. Như vậy là cốc đúng rồi em ơi. Cốc chứ quê nó vậy. Đúng rồi. Khoan chị. Tên anh đi, tên anh đi. Bạc Liêu. Bình tĩnh, anh bình tĩnh. Anh đang bình tĩnh, anh đã bị hoảng rồi. Bạc Liêu trống nó vậy á. Anh nói thiệt, anh nói chỗ anh em nói cho. Chỗ anh em ra đây nói.
Em muốn chơi bằng thực lực, em là người có thực lực mà. Thôi bỏ ra đi. Bây giờ nè, ba tôi nói, ba tôi trước đã ok rồi, để tôi không nữa, em nghĩ lại. Đây này, không, để chuẩn bị nè, chuẩn bị vô cái đẩy này. Bây giờ ngồi xuống nhảy cốc không đứng lên, không có tấn công. Em vừa cái việc về thôi. Ừ. 1 2 3 về. Tấn công em đi. Chị vậy? Anh bị phạm lực. Ừ. Mà chị gốc mà. Thì đó, nhà tấn ba đúng. Ủa? Ủa cái gì vậy? Anh đánh đâu được? Chị cho tấn công em tấn công liền. Làm sao đừng đổ nhỉ? Chị thôi, chị cho tấn công gì đó. Chị cho tấn công gì đó. Chị đó tấn công em. Chị cho tấn công không? Cho. Được. Thì ra anh chọn cái chết. Anh buông. Em khỏe lắm, anh phải dùng chiêu này với em thôi. Anh buông cổ em ra điện thoại. Chương trình mắc cười nhờ điện thoại của em. Tôi là quyết định lấy cái nhẫn đó về. Thiệt có lấy đi. Anh buông tôi ra, tôi về đi. Không có. Hôm nay mới ngày đầu à mọi người ơi, còn một ngày nữa. Ủa? Trời ơi. Thôi mấy đứa ơi, ăn cái gì cũng được, lát anh mua cho. Bây giờ tôi nghĩ là chắc một trong hai người phải đầu hàng thôi, chứ còn cái này giật nhau tới sáng. Không hấp gì đầu hàng chị. Đúng rồi. Đừng có nhiều người chơi anh đầu hàng, tôi đang chơi trò chơi. Không thua chứ đầu hàng. Ê, tiếp một lại tiếp đầu hàng tụi tôi. Ai là không thể nào mà anh lên tôi đi. Ăn chung đi. Ăn chung đi. Ăn chung. Kính thưa ban tổ chức. Dạ. Chúng tôi sinh ra và lớn lên và chúng tôi đi làm chương trình phục vụ cho khán giả đến nổi đổ cả máu. Đúng. Đưa cái tay lên. Đó. Rồi bây giờ hai đứa quấn nhai cung trăng. Ba tổ chức nói là một trong hai đầu hàng lòng tự trọng của người đàn ông không cho phép. Đúng. Đúng. Đây chúng tôi có một đề nghị như này. Dạ. Ăn chung. Ăn chung. Ăn chung. Rồi bây giờ các bạn đã gắn bó với nhau như thế này, tôi đề nghị là mỗi đội cử ra một thành viên bị phạt. Đây sẵn luôn này, sẵn luôn đây đây. Bây giờ cả hai đội có thống nhất cao như vậy không? Thống nhất. Hòa bình nha, hòa bình. Thưa quý vị thân mến, chúng tôi là những anh em đã 3 năm rồi, chúng tôi đã cùng nhau ăn có, nằm chung, ngủ có, nắng mưa giải giận, tôi không ngại gì cả. Đúng. Không ngại gì cả. Chúng tôi chỉ ngại là khi chúng tôi ra đi để lại những người thân như thế này thôi. Cây nhãn hay không? Ừ. Ở đây tọa độ ghi lại. Và đến bây giờ họ vẫn quyết liệt. Đây không phải là họ giành miếng ăn đâu. Đúng. Mà tạo ra một cái sự căng thẳng để cho quý vị xem thấy hấp dẫn. Dạ. Và chúng tôi thì không thấy hấp dẫn vì điều đó. Chúng tôi xin phép đi. Đi. Và thưa quý vị, đây là chương trình 2 ngày 1 đêm tự do tự lo. Yeah. 1 2 3 quay. Quay. Tự lên. Anh ơi. Áo Song Việt Nam, bài hát của chúng ta, phát sóng 21 giờ 15 chủ nhật hàng tuần từ ngày 25 tháng 8.